Cái này chắc là vợ hoặc người yêu các bác thích lắm đấy, chẳng ai chê đâu. Đây, con Hublot này đi. Con này mà chê thì thôi. Ui. Con này mà chê thì bó tay bác ạ. Được chưa? Siêu VIP. Con Hublot đính đá. Full full đá luôn. Full đá. Được chưa? Hàng layout full đá luôn đấy. Tí nữa này đổ. Nhìn thấy con này mà nó đổ siêu này. Này là phun đá các bạn. Đây, hộp nguyên hộp luôn ạ. Nguyên hộp này. Sách hướng dẫn này, cáp thẻ luôn, hộp lót. Mua tặng tặng mẹ, tặng người yêu, tặng vợ, tặng bạn gái, tặng bồ, tặng cái gì tặng. Khẳng định con này không thể chê được mà giá rất là yêu thương bác nhé. Giá con này rất là yêu thương 2.999.000. Đồng hồ nữ ạ, đồng hồ nữ bác nhé, đồng hồ nữ. Đeo cho con này lên đẳng cấp lắm. Giá trị đó nha. Đây. Em thử nhấc lên cho bác. Từ gương khóa. Đây ạ. Quay gần cho bác nhìn đi. 2.999.000 xứng đáng cho bác. Phun đá luôn, đính đá phun đá luôn ạ, phun đá trong luôn. Đấy, phê chưa? Đây mà cho ra đây nghiêng này cho bác xem. Con này lên tay đeo, con này đeo thì trẻ lắm, phong cách trẻ trung sang trọng. Bao nước cho bác thoải mái luôn, nước bao nước tẹt ga. Con này các bác chỉ cần bóp dây này, bóp dây như bác hất cái gài ra và mình điều chỉnh cỡ tay to hay nhỏ thì xô ở đây đấy, to hay nhỏ đeo xô ở đây luôn đấy, được chưa? Điều chỉnh cỡ tay ở đây đấy, thế là xong. Em thử lên tay của em nhé, tay của em tay nam nên là cái này phải đeo tay nữ, nhìn nữ nó trắng, tay trắng hồng lên nó mới đẹp. Chứ tay mình tay nam tay rồi đục chấm móng móng cái. Nó nhìn thấy phê chưa? Nữ lên thì ok quá. Nữ lên thì quá đẹp luôn ạ. Đấy. Tay em cũng không to hơn tay bạn nữ mấy đâu, tay em nó nhỏ mà, đây sai đấy ạ. Này bác nhìn cái đường kính này. Đấy, em đo này. Đấy, size 34 nhé, là của nữ đấy bác nhé. 34 của nữ. 2.999.000. Có đồng hồ Hublot nhé. Hàng layout. Cứ con này mà đi mà chơi thế bác ơi. Mình tầm tiền vừa phải, bình dân. Cứ loại này mà hoa cho em. Tặng bố, tặng mẹ, tặng chị em, tặng bạn gái, tặng cô gì các bác rất là thích luôn. Phun hộp này, phun hộp em đóng hộp cho bác này, đấy, nha, nước nôi thoải mái luôn, dây này là dây, đấy, kể cả dây này vậy thôi, dây này các bác nước nôi thoải mái luôn, dây xịn, dây zin theo luôn ạ, đây, dây cũng dập thương hiệu hãng luôn ạ, đấy, nghe bác nha. Đây để em lau cho nó sạch cho bác nhìn xem. Quá phê. Chả có chỗ nào để chê. 2.999.000. Ngoài ra bác nào cần cái mẫu khác ấy, em mẫu khác nhé, nhắn vào Zalo số này cho em nhé. Bác nhắn vào Zalo số này cho em sẽ gửi các mẫu khác cho bác chọn thoải mái nhé. Bác thoải mái chọn các mẫu hoặc là cho chị em chọn. Được chưa? Dòng này thì đính đá phun đá như này thì nó giá nó 299. Có dòng nào ví dụ như nó không có đá phun này thì đá viền chẳng hạn thì nó sẽ thấp hơn, giá nó sẽ mềm hơn. Đấy. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn. Ok chưa? Đấy, để nguyên như vậy. Bác ạ, biếu tặng thì chôm hết. Đây, sổ sách đây, thẻ đây. Đây đây. Đấy. Ok chưa? Đấy. Rồi chào các bác nhé.